Trương Duy Phương Trinh nhận được số tiền khủng trong ngày sinh nhật, lập tức làm điều ý nghĩa này cho Phi Nhung. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 54, nữ ca sĩ Trương Duy Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân. Theo đó, ban đầu nữ ca sĩ đã dự định hủy bỏ buổi tiệc này vì Phi Nhung, người em thân thiết của cô, vẫn đang nằm viện điều trị bệnh. Trương Duy Phương Trinh viết trên trang cá nhân, đêm qua mình đã tổ chức tiệc sinh nhật thứ 54 của mình tại Itango. Cái số 54, nó chẳng phải là con số đẹp, số hên hay có một ý nghĩa gì cả. Nhưng tại sao mình lại làm tiệc lớn năm nay? Thật ra mình rất sợ tổ chức tiệc sinh nhật. Lý do là vì 8 năm nay làm việc ở Itango, tuần nào cũng tổ chức vài cái tiệc sinh nhật cho khách, nên nghe đến tiệc tùng là ngán ngẩm. Mỗi năm đến ngày sinh nhật của mình chỉ thích cùng một số bạn bè và gia đình đi ăn cho vui vậy thôi, chứ chẳng thích tiệc tùng linh đình hay muốn làm phiền đến người khác. Đó là lý do trong bao nhiêu năm qua, các bạn ít thấy mình tổ chức tiệc sinh nhật, cho dù nhà hàng đã có sẵn, thường là bạn bè tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với vài người bạn thân mà thôi. Lần cuối cùng mình tổ chức tiệc sinh nhật là 5 năm trước, mà nó cũng không phải là tiệc riêng của mình, mà làm chung với một người bạn có sinh nhật cách nhau một ngày. Lý do mình quyết định tổ chức tiệc sinh nhật năm nay là vì sau một năm dài bị đại dịch hoành hành ở Mỹ, có rất nhiều bạn bè mình chưa có cơ hội gặp lại. Và với những gì đang xảy ra trên thế giới, không biết ngày mai ai sẽ còn và ai sẽ mất, nên mình muốn lấy cơ hội này tụ tập một số bạn bè, những người thân thương để lưu lại một chút kỷ niệm bằng hình ảnh trong ngày sinh thành. Mục đích thứ hai của mình là muốn làm một điều gì đó ý nghĩa trong ngày sinh nhật năm nay. Mình biết là bạn bè khi đến dự tiệc sẽ mua một món quà gì đó để tặng, nên trong thiệp mời mình chỉ xin với mọi người là đừng mua quà. Nếu ai có lòng thì bỏ một chút gì đó vào trong cái thùng mình sẽ để ở buổi tiệc ghi tên là món quà cho Việt Nam. Số tiền quà nhận được từ bạn bè, Trinh sẽ gửi về Việt Nam để giúp đỡ cho bà con đang gặp khó khăn trong mùa dịch, cũng như đóng góp vào quỹ mua máy thở của Phi Nhung. Như đã dự tính trước đây, thiệp đã gửi ra cho bạn bè từ mấy tuần trước, trong đó có cả Phi Nhung. Bất ngờ tuần trước nhận được hung tin em ấy bị nhiễm Covid, đang nằm bệnh viện ở Việt Nam, mình không còn tâm trí nào để tiếp tục tổ chức tiệc tùng, định là sẽ gửi lời xin lỗi đến bạn bè và khách mời về việc phải hủy buổi tiệc sinh nhật. Nhưng con gái của Phi Nhung khi biết mình có ý định làm điều đó đã cản mình. Cháu nói, dì đừng cancel các tiệc của dì. Con biết mẹ con không muốn dì làm vậy đâu, mẹ con sẽ không vui. Vả lại, chị đang làm một việc có ý nghĩa mà. Sau lời động viên của Wendy, thì mình quyết định tiếp tục với buổi tiệc vì mình thiết nghĩ với tình hình ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Nên nếu được một vài ngàn từ bạn bè cho, thay thế cho quà sinh nhật cũng có thể giúp cho nhiều gia đình vượt qua cơn khó khăn trong lúc này. Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình đem qua trong buổi tiệc sinh nhật. Nếu có một từ nào đó ý nghĩa hơn từ hạnh phúc, thì mình sẽ dùng nó để diễn tả những gì mình cảm nhận. Mình đã xúc động đến rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn đến bạn bè, những người đã dành tình cảm sâu sắc nhất cho mình. Đêm qua là thứ năm, là ngày thường, nhiều người sáng hôm sau phải dậy sớm đi làm mà vẫn tới để chung vui với mình, mà còn đem theo tiền để đầy túi để bỏ vào thùng ủng hộ cho mình. Có những đồng bọn từ các nơi xa xôi như Central, San Yon cũng bay về để dự sinh nhật và đóng góp nữa chứ. Nếu như sự giàu có của một người được đong đo bằng tình cảm của những người xung quanh dành cho họ, thì chắc chắn là mình phải ở tầm cỡ hàng triệu phú. Nếu không tổ chức tiệc sinh nhật đêm qua, thì chắc mình cũng không biết là mình được mọi người yêu mến như thế nào. Đêm qua không những bạn bè đến tham dự rất đông, mà còn ủng hộ cho quỹ sinh nhật rất nhiệt tình. Đợt đầu mình nghĩ tiền bỏ vào thùng thay cho quà sinh nhật chắc cao lắm, là được khoảng vài ngàn là nhiều. Nhưng không ngờ là nó ngoài sự mong đợi và sức tưởng tượng, đem về mỗi thùng tiền ra đếm, vui mừng đến nỗi không ngủ được vì số tiền nhận được vừa tiền mặt vừa chết là 21.500 đô. Trong số tiền đó cũng có một số bạn bè, dù không đến được vẫn gửi tiền vào ngân hàng của mình để chung tay góp sức làm việc thiện nguyện. Số tiền 21.500 đô này sẽ giúp được nhiều người lắm. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình từng nhận được từ bạn bè trong ngày sinh nhật. Mình sẽ có một cái ta Tết tiếp theo để cảm ơn những người đã ủng hộ, cũng như đã giúp mình có được một cái sinh nhật thật ý nghĩa và đáng nhớ. Với số tiền lớn nhận được từ bạn bè và thân hữu đêm qua, đã nói lên tất cả sự yêu mến và tin tưởng của mọi người dành cho mình. Vì vậy mình sẽ không bao giờ làm phụ lòng những tấm lòng đó. Những đồng tiền này sẽ tới tay những người cần nó nhất, không thất thoát một đồng. Chỉ có điều là mình xin phép làm từ thiện dưới tên của Phi Nhung để giúp em ấy có thêm công đức mau vượt qua mọi khó khăn. Cầu xin bề trên cho em mau khỏe lại để tiếp tục làm những việc tốt mà em đã từng làm.